Chào các bạn, Mỹ Phương cùng Creative Talk đã quay trở lại. Như các bạn đã biết thì tại không gian của Creative Talk, chúng tôi cùng với những vị khách mời sẽ cùng nhau nói chuyện về những chủ đề sáng tạo. Như là cái máy bay này nó đậu ở chỗ phần nào, từng cái xe nó đậu ở đâu, rồi cái locking nó ra sao, thì đến lúc mà nghệ sĩ vào á, quay á, bước vào á, thì chỉ cần ở đúng cái vị trí như thế thôi. Nhưng mà chị bật mí nhá, cái máy bay đấy là máy bay 3D đấy. Và ngày nay thì chủ đề sáng tạo sẽ len lỏi vào công việc và nhiều ngành nghề khác nhau, đặc biệt thể hiện rõ nhất qua những sản phẩm về điện ảnh và âm nhạc. Nếu như mà Mỹ Phương đề cập đến một vài cái tên MV thì chắc chắn là các bạn sẽ biết ngay, ví dụ như là Don't Break My Heart của Binzy, Freaky Squad, hay là gần đây nhất là một sản phẩm truyền thông của Vietnam Airlines, đó là Nhanh Lên Nhé, kết hợp cùng với năm chàng trai của Space Speaker. Nhưng mà các bạn sẽ không thể ngờ rằng người đứng sau những MV đình đám này để điều phối toàn bộ những ekip từ thiết bị máy móc đến con người và bối cảnh vô cùng phức tạp lại là một cô gái vô cùng cá tính. Đó chính là khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Xin được giới thiệu chị Linh Kiều Nguyễn, nhà sáng lập của Production House FMN Media. Chào em, chào các khán giả của chương trình Creative Talk. Và rất vui khi được gặp chị Linh ngày hôm nay. Không biết rằng là đến thời điểm hiện tại thì chị Linh đã làm cái công việc này được bao lâu rồi ạ? Đến thời điểm hiện tại thì chị đã làm công việc này từ khi mà mình từ khi chị tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh vào năm 2016, chuyên ngành đạo diễn truyền hình, cho đến bây giờ là 2022, tức là chị đã làm được 6 năm rồi. Từ khi nào thì chị bắt đầu muốn thành lập FMN như hiện nay? Sau khi mà chị tốt nghiệp thì chị có làm việc với cả một ekip, một team của chị ở ngoài Hà Nội. Sau đấy thì khi mà đến một giai đoạn chị cảm thấy là mình khi mà mình đã có những cái kỹ năng này rồi, mình cần phải update lên, mình cần phải làm trong một cái môi trường nó chuyên nghiệp hơn, mang một cái hơi hướng tốt hơn. Để sau đấy thì và chị nghĩ là nó sẽ là một cái công việc mà mình làm nó đến ra. Thì chị quyết định là chị vào Sài Gòn và chị lập FMN Media. Công việc này mình sẽ làm việc với khách hàng và với một bên nữa sẽ là đạo diễn à? Mình sẽ làm việc với cả khách hàng, đạo diễn và ekip sản xuất. Thì đạo diễn cũng là một thành viên trong ekip sản xuất. Dạ. Producer cũng là một thành viên trong ekip sản xuất. Nhưng mà đạo diễn, director và producer sẽ là hai người mà chịu trách nhiệm cao nhất trong một cái sản phẩm, về nội dung, về timeline, về chất lượng đầu ra của nó như thế nào. Chị có một cái nền tảng là mình học đạo diễn, thì khi mà mình chuyển qua cái ngành sản xuất này, mình sẽ dễ dàng làm việc với một đạo diễn trong một cái dự án hơn. Đúng rồi, chị nghĩ đấy là một lợi thế. Bởi vì là mình có được một cái cách, một cái góc nhìn của một cái người đạo diễn á, thì mình sẽ dễ dàng hiểu. Khi mà chị làm việc với các đạo diễn thì đâu đấy thì mọi người thường hay nói với chị là chỉ cần nói một ý thôi là chị sẽ biết là chị sẽ phải làm gì về đó. Hay là mọi thứ mình sẽ có những cái cách để mình trao đổi với nhau là trên ngôn ngữ là của đạo diễn, là trên ngôn ngữ là của những người làm hình ảnh. Thì mình có thể hiểu và mình truyền tải lại nó cho khách hàng và truyền tải lại nó cho những cái bộ phận ở dưới. Ví dụ như kiểu DP hay là art director, hay là những cái bộ phận nhỏ nhất như kiểu là những người làm catering, làm hậu cần, làm DIT, hay là làm thiết kế, hoặc là kể cả là những người kỹ thuật máy. Thì mình có thể truyền tải được cho họ những cái mà mình cần như thế nào. Vậy thì thường trong một team của mình, những thành phần mà chủ chốt nhất là thường những cái vai trò như thế nào? Còn những thành phần mà nhiều khi mình đi quay, họ có thể linh hoạt xuất hiện cũng được mà không xuất hiện cũng được. Mọi người đều phải có chức năng công việc của mình với một cái sản phẩm đấy, hoặc là với một cái quy trình đấy. Ví dụ như kiểu là đạo diễn và người làm sản xuất sẽ là hai người flow hết từ đầu cho đến cuối. Khi mà nhận brief, nhận đề bài, hoặc là sáng tạo idea cho đến khi mà mình hậu kỳ xong. Còn lại thì từng cái vị trí mọi người sẽ xuất hiện đặc thù riêng. Ví dụ như kiểu là công việc của một người đạo diễn hình ảnh thì họ sẽ làm bắt đầu từ khi mà cái ý tưởng đấy được mọi thứ duyệt xong xuôi, hoặc là
hoặc là họ sẽ roi vào cái khâu mà bắt đầu từ shooting bo. Với rất nhiều đạo diễn hình ảnh cộng cán ở trên thế giới, họ follow đến cả hậu kỳ, tức là họ sẽ xem là cái sản phẩm đấy mình, họ sẽ cùng post producer check cái việc đó để xem là cái hình ảnh đấy của mình được thể hiện ra sao, màu sắc ở trong phim nó đã đúng với cả ý đồ của mình hay chưa. Thì đấy là những người thường thường ở Việt Nam mình sẽ không có. Sẽ không có nhiều DOP, đạo diễn hình ảnh có thể làm được cái công việc mà flow cho đến tận giai đoạn post. Hay tương tự với kiểu art director hoặc production designer cũng thế. Mọi người thường thường chỉ làm công việc của mình đến phần on set xong, tức là sẽ xong. Nhưng mà với chị hay bản thân chị rất mong muốn và khao khát, thậm chí là chị luôn luôn nói với cả các nhân sự của mình là hãy join vào cái phần post đi. Mọi người khi mà một bạn art director chẳng hạn, bạn follow được hết phần post, và thực ra cái đấy là công việc đúng chính xác của một art director sẽ phải làm, là bạn ấy sẽ kiểm soát được về là cái set quay của bạn ấy như thế nào, về cái màu sắc của bạn ấy ra sao, hay là đó, những cái việc như thế thì là những cái việc các bạn nên follow lại. Hoặc là như kiểu chị bổ sung thêm một ý, có thể là các bạn ấy sẽ làm về phần 3D CGI, hoặc là những cái artwork liên quan đến phần post. Thì cái công việc đấy là công việc mà cần mọi người phải follow hết, trừ khi là những cái mắt xích đơn giản hơn như kiểu là về rental house hay là về art department thì họ sẽ chỉ làm đúng thực sự là khi mà on set xong thì nó sẽ là xong. Và những cái nhân sự mà thực sự là về phần sáng tạo á, thì mọi người nên follow đến phần post. Nhưng mà ở Việt Nam thì có rất ít những người như thế. Chị cũng rất là mong muốn làm sao mà cái quy trình của mình càng ngày nó sẽ càng tốt hơn, mọi người sẽ càng flow hơn, nó kỹ hơn, nó sát sao hơn từ những cái lúc mà mình chưa có gì cho đến khi mà mình ra thành phẩm. Nhưng mà những cái tên cụ thể về vai trò, về chức vụ khi mà họ trả sử trong quá trình on set đi, thì thường những cái tên nào, giả sử như là với một cái video mà mình quay talk show như này ở bên em chẳng hạn, thì em có thể liệt kê một vài cái tên, bởi vì có một vài bạn thôi, giả sử như là cameraman, người quay cận, người quay toàn, người phụ trách thư ký hậu trường, rồi người phụ trách kịch bản, biên tập. Vậy thì trong cái quá trình on set của mình thì thường sẽ là những cái tên vai trò chính nào? Kiểu gì cũng phải có đạo diễn rồi. Đạo diễn sẽ phải là người lên idea rồi kịch bản cho nó như thế nào, và đạo diễn sẽ phải flow nó ra sao các thứ. Đó, sau đấy thì là sẽ có một bạn tổ chức sản xuất, bạn ấy sẽ xem là những cái nhân sự nào như nào, đạo diễn yêu cầu những ai, sau đấy thì bạn ấy sẽ booking. Bạn ấy booking những cái nhân sự phù hợp, ví dụ như kiểu là DP hay là art director hay là đấy, thậm chí là post production như thế nào. Sau đấy thì khi mà mình lên set thì mình sẽ quay. Quay xong về thì vẫn là đạo diễn sẽ phải follow đến cuối. Cái người làm tổ chức sản xuất cũng sẽ phải follow đến cuối. Đó, thì đấy là về một cái dự án quy mô nó đơn giản và dễ hình dung nhất. Và bên phía khách hàng cũng sẽ có những cái marketing team. Đúng rồi, họ đúng để rồi. Họ keep track cái outcome của họ mong. Đúng rồi, nó sẽ phải là cái hình ảnh đấy ra như thế nào, có đúng với cả định hướng của nghệ sĩ hay không, hoặc là sẽ có đúng với cả định hướng của nhãn hàng hay không. Như kiểu vị trí của chị đi, là một người giám đốc sản xuất đi, EP đi, thì khi mà nhận một cái đề bài như thế thì chị sẽ phải biết được là cái đầu tiên sẽ là đạo diễn là họ. Sau khi mà đạo diễn nào hợp với cái dự án đấy thì mình sẽ lựa chọn cái người đồng hành cùng mình trong một cái dự án đấy. Thì khi mà cái công việc nhiều nhất của mình ở đây là mình phải chuyển đổi làm sao được cái ngôn ngữ của khách hàng, tức là ngôn ngữ marketing, sang cái ngôn ngữ của điện ảnh, ngôn ngữ của hình ảnh, để mình có thể dung hòa được hai cái yếu tố đấy và làm sao để cân bằng được nó, cho khách hàng được những cái giá trị về phần hình ảnh của mình, và khách hàng có được cái giá trị về mặt nghệ thuật, và mình cũng hiểu về cái giá trị marketing của khách hàng như thế nào. Vậy thì làm sao để mình có thể chuyển đổi từ ngôn ngữ hình ảnh qua từ ngôn ngữ marketing qua ngôn ngữ hình ảnh? Cái kỹ thuật và cái thủ thuật ở đây là gì? Thực ra thì chị không biết được, về làm với những producer khác ấy, thì họ sẽ có những cái kỹ năng như thế nào, bởi vì thực ra cái ngành nghề này của mình nó không có môi trường, nó không có trường lớp nào đào tạo hết. Thế là mỗi người sẽ có một cái tip kinh nghiệm riêng cho bản thân mình. Thì với chị thì cái tip của chị á, là khi mà chị ngồi trên ghế nhà trường á,
thầy giáo chị đã dạy chị ngay bài học đầu tiên khi mà chị ngồi lên cái trường sân khấu điện ảnh. Đấy là những cái ngôn ngữ về việc sử dụng những tính từ để miêu tả. Dẹp hết đi. Mình sẽ phải hiểu về những cái, mình sẽ phải diễn tả lại nó bằng những cái ngôn ngữ nó là hành động, cử chỉ. Thì với chị thì thường thường cái tip của chị là thường thường khách hàng họ sẽ chỉ hiểu và miêu tả về cái việc là muốn nó như thế nào, nhưng mà diễn giải nó ra sao về mặt hình ảnh để cho ekip hiểu thì cái đấy nó cần phải chuyên môn của người sản xuất hay là chuyên môn của đạo diễn. Đôi khi đạo diễn có thể không hiểu thì mình là người producer thì mình bắt buộc phải hiểu được cái việc đó. Thì khi mà mình chuyển đổi được những cái ngôn ngữ đấy ra bằng cách bằng hình ảnh á thì ekip mới có thể hiểu được. Có thể hiểu rằng là ngôn ngữ và hình ảnh thì nó phải cần gì đó cụ thể hơn. Đúng rồi. Để cái người làm sản xuất họ có hình dung rõ ràng. Đúng rồi. Gần nhất là một cái sản phẩm truyền thông của Vietnam Airlines. Nhanh lên nhé, thật nhanh không chế. Hạnh phúc đừng kéo bao lâu chờ mình mỗi phút phí thêm bao nhiêu lần. Chị cũng như là F&M đóng vai trò như thế nào trong cái quy trình sản xuất này của MV này? Thì bọn chị là được một đơn vị sản xuất hình ảnh. Khi mà mình có được một cái đề bài, chị nhận được một đề bài của bên phía Vietnam Airlines và phía Spiritker là muốn làm sản xuất cho một cái bài hát chủ đề, một cái MV cho bài hát chủ đề, thì mình sẽ lên cái concept idea làm sao cho nó phù hợp, rồi mình sẽ tính những cái phương án sản xuất sao cho nó phù hợp với lại cái đề bài mà mình nhận được. Cái idea gốc ban đầu của cái MV Nhanh Lên Nhé và cũng từ những cái lời hát mà mình cũng đã có nghe được, thì nó là một cái sự thôi thúc cho những cái bạn khán giả về cái việc là tiếp tục những cái chuyến hành trình. Vietnam Airlines sẽ là một cái nơi chắp cánh cho những cái hành trình đó. Điều mà nó để lại cho chị ấn tượng sâu sắc nhất đấy là những cái chuyến đi của mình. Vậy thì với nhiều chuyến đi như vậy, chị cảm thấy tâm đắc nhất với cảnh quay nào? Nó cũng không phải nói là tâm đắc thì nó cũng không phải là tâm đắc đâu, nhưng chị nghĩ là đấy là một cảnh để đời của chị. Đấy là ở cảnh quay trong sân bay Nội Bài. Là cái cảnh mà 5 thành viên của Spiritker gặp nhau tại sân bay Nội Bài. Và từ cái đoạn mà trong máy bay á, từ máy bay đi xuống anh Tulliver bước xuống á, sau đấy thì sẽ là những cái cảnh mà party, lễ hội diễn ra ở trong hangar. Nhưng chị nghĩ đấy là những cảnh mà nó sẽ là những cảnh mà đáng nhớ nhất trong cái sự nghiệp làm nghề của chị. Và em thấy là cái cảnh đó khi mà anh Tulliver bước ra là cái Boeing của Vietnam Airlines nó khá là to. Và mình còn bắt được cái khoảnh khắc là một chiếc máy bay khác cất cánh lên ngay cái khoảnh khắc đó nữa. Thì đó là một cảnh quay khá là vất vả cũng như là công phu theo em cảm nhận như vậy. Nhân sự của mình lúc đó như thế nào và trang thiết bị của mình phải đảm bảo ra làm sao để có cái cảnh quay đó ạ? Tức là bọn chị đã phải tính toán rất là kỹ là cái máy bay này nó đậu ở chỗ phần nào. Từng cái xe nó đậu ở đâu, rồi cái locking nó ra sao, thì đến lúc mà nghệ sĩ vào á, quay á, bước vào á, thì chỉ cần ở đúng cái vị trí như thế thôi. Với một cái cảnh đại cảnh như vậy á, thì bất cứ một cái xê dịch nhỏ nào đấy thôi thì nó cũng làm cho cả ekip phải chờ rất là lâu để có thể có được một cái thời điểm được gọi là thời điểm vàng. Tại vì là cái máy bay cất cánh đó, nó sẽ mất rất nhiều cái chuyến bay, cần một chuyến bay ở đó cất cánh lên thì chuyến khi nếu như mà mình quay cái cảnh đó mà bị mất cảnh hay bị xê dịch gì đó thì mình phải quay tiếp, đợi đến một chuyến bay tiếp theo thì mới quay được, đúng không ạ? Nhưng mà chị bật mí nhá, cái máy bay đấy là máy bay 3D đấy. cái máy bay bay lên là máy bay 3D. Đúng, bọn chị đã làm một chiếc máy bay 3D xong bọn chị ghép vào. Bởi vì là thực ra cái cảnh đấy hôm đấy bọn chị quay thì nó sẽ là ở hôm đấy ở sân bay Nội Bài đâu đấy, như chị nhớ là nó là trời nó âm u. Thế khi bọn chị quay một cái cảnh toàn đấy thì mây và trời nó không được đẹp. Thế nên khi về hậu kỳ thì team hậu kỳ sẽ phải thay lại mây trời cho cái phần đó, thì để làm sao nó ra được một cái hình ảnh nó tươi sáng nhất. Thì khi mà mây trời ra như vậy mà bọn chị trước đấy thì đã có những cái plan về việc là máy bay nó xuất hiện ở trong đấy rồi, thì bọn chị đã có một cái mô hình máy bay 3D và bọn chị đưa đặt thẳng vào đấy. Thì nó là một cái máy bay
3D và mây trời là ghép. Nhưng mà chắc là em cũng không nhận ra. Dạ, đúng ra phải, xác. Phải những người làm nghề và những khán giả mà thực sự tinh ý nhất thì họ có thể nhận ra được điều đó. Mà em cũng tò mò cái khúc mà di chuyển cái Boeing khổng lồ đó ra sẽ quy trình nó như thế nào ạ? Nó có vất vả lắm không? Trước đấy thì bọn chị đã phải làm rất nhiều thủ tục giấy tờ để có thể xin phép được để quay ở trong sân bay Nội Bài rồi. Thì sau đấy thì là mình sẽ phải cố gắng lắm, mình lựa chọn một chiếc máy bay không có khai thác vận hành. Tức là đấy sẽ là phải là một chiếc máy bay trống. Để cái này nó cũng đến từ cái nỗ lực rất là lớn của phía nhãn hàng Vietnam Airlines để có thể được lên hình cho cái máy bay đấy của mình. Thì khi mà không có một cái máy bay khai thác như thế thì mình sẽ đưa nó vào một cái vị trí. Thì ekip cũng đã tính toán để làm sao mình có được một cái vị trí tốt nhất. Thì sau đấy thì là khi mà đã có một cái danh sách list máy bay là hôm đấy là không dùng rồi á, bên Vietnam Airlines mới nhờ những cái anh chị ở trong trung tâm kỹ thuật điều phối và đem đi cái máy bay đấy, di rời cái máy bay đấy ra, đậu ra đúng cái vị trí đấy. Thì chị nhớ đâu đấy là bắt đầu từ 8 giờ sáng là mọi người đã làm cái việc đó rồi, mà đến cảnh quay đấy là phải đến 2 giờ chiều. Thực ra thì ở sân bay Nội Bài mọi thứ nó di rời nó không hề đơn giản. Tức là khi mà em di rời thì em sẽ phải có số thứ tự. Dạ. Rồi sẽ phải có ưu tiên các thứ và phải sắp xếp được phi công á, mà để người ta có thể di rời được cho mình. Thì cái việc đấy là mình cái mất thời gian nhất là cái thời gian chờ đợi để đến lượt và thời gian để di chuyển thôi. Nhưng còn khi mà mình đã có phi công, mình đã có được cái số thứ tự của mình để mình có thể di rời nó ra được rồi ấy, thì mọi thứ di rời nó cũng khá là nhanh. Kỷ niệm của chị khi mà quay ở đấy thì bọn chị đang quay cái cảnh đấy thôi, thì ở bên phía bên Vietnam Airlines có báo sang cho bọn chị là bây giờ có một cái máy bay chở hàng bị hỏng và phải sửa chữa gấp. Thì khi mà sửa chữa gấp như thế thì là bọn chị sẽ phải chọn, sẽ phải di rời lại vị trí, rồi bọn chị sẽ phải xê dịch lại tất cả mọi thứ, cái setup của mình để cho cái máy bay đấy đi vào trong được cái hangar để nó sửa chữa và đến hôm sau thì sẽ lại bay tiếp. Đó, thế nên là cái quá trình đấy nó diễn ra thì bọn chị cả ekip nháo nhào lên rồi. Nhưng mà với chị thì mọi thứ nó sẽ phải được giải quyết một cách bình tĩnh. Thì chị cũng có sắp xếp điều phối lại mọi thứ để làm sao cho cái nhân sự của mình nó ổn nhất và cái lịch quay của mình nó vẫn diễn ra, timeline vẫn đảm bảo. Bởi vì thực ra mọi thứ khi mà mình làm mà nó có bị phát sinh bất cứ cái gì ấy thì nó cũng đều ảnh hưởng đến cái chi phí và những cái đầu ra sau này. Yeah. Nó sẽ kéo dài ra thêm nữa. Lúc nãy thì chị Linh có đề cập đến cái việc là khi mà mình quay trong sân bay Nội Bài mình phải xin những giấy tờ thủ tục giấy phép. Vậy thì trong quá trình mà mình làm sản xuất những cái dự án thì những giấy tờ cơ bản của mình là gì ạ? Thực ra thì trong bất cứ một cái project nào á thì mình cũng sẽ phải có những cái thủ tục và những cái quy trình nhất định. Thì đối với cái ngành của bọn chị thì để mà đi quay được á, mang máy ra quay á, thì nó sẽ cần phải có những cái thủ tục xin phép của cơ quan nhà nước, của chính quyền tại cái chỗ khu vực mình quay. Mình muốn quay fly cam chẳng hạn thì mình sẽ phải có những cái giấy tờ như thế. Rồi thủ tục xin tại cái địa điểm mà mình đang quay, rồi xin phép người dân. Đấy là cái tối thiểu, minimum nhất là mình có thể mà mình phải làm cho một cái dự án. Vậy là chị sẽ là người lo hết các khâu giấy tờ luôn hay là có một bạn sẽ đứng ra phụ trách? Thực ra cái đấy thì sẽ do chị điều phối thôi, bởi vì chị sẽ điều phối xem là bạn nào ở trong team của chị sẽ là người phụ trách những cái đó. Ngoài ra thì ra khi mà mình nhận một cái dự án thì cái khâu mà thủ tục giấy tờ hợp đồng đối với khách hàng ấy luôn luôn là cái điều kiện tiên quyết khi mà mình làm việc một cái dự án, bởi vì mình cũng sẽ phải đảm bảo cho cái ekip của mình, đảm bảo cho cái dự án của mình diễn ra một cách suôn sẻ. Thì những cái đấy thì sẽ có bộ phận account trong công ty của chị xử lý cái việc đó. Và em thấy là những cái sản phẩm về âm nhạc hay là về điện ảnh nó thường có một cái những cái rủi ro là về rủi ro cấm chiếu hay rủi ro liên quan đến văn hóa khi mà mình phát hành và phát sóng ra. Vậy thì những cái thủ tục về văn hóa, những giấy tờ như này thì có ai sẽ là người đứng ra giám sát làm sao để sản phẩm không bị vi phạm những cái vấn đề đó không ạ? Khi mà có một cái kịch bản ấy, tất cả mọi người làm ra, mọi người cũng đã đo lường trước được cái sự việc đấy nó sẽ như thế nào rồi. Yeah. Thì bây giờ về những cái về thông tư, về những cái bộ luật ấy, nó cũng rất là dễ để cho mình có thể tiếp cận thôi. Thậm chí là những cái mà về văn hóa mình có thể lường trước được rồi.
Và đôi khi mọi người làm về nghệ thuật thì mọi người thường thích sáng tạo, mà sáng tạo thì phải táo bạo. Yeah. Thế nên là cái việc đó thì nó cũng dễ, nó dễ bị nhạy cảm và dễ bị hiểu lầm á. Đâu đấy đôi khi cần có một người kéo lại. Yeah. Thì chị nghĩ là cái việc đấy là công việc của một người làm producer sẽ phải có. Giả sử như là với mỗi công việc thì mỗi người sẽ có một cái tâm thế, đặt tâm thế để mình hòa mình vào cái công việc đó. Giả sử như tại cái buổi trò chuyện với chị này thì em sẽ đặt mình vô tâm thế là được thắc mắc, được tò mò về cái công việc của chị Linh. Thì trong cái việc mình làm việc với team thì một vai trò là một nửa lãnh đạo, chị sẽ đặt tâm thế như thế nào để mình có thể điều phối và quản lý team của mình? Khi mà mình quản lý một cái đội ngũ, quản lý về mặt nhân sự thì cái việc đầu tiên của mình đấy là về kỹ năng mình giao tiếp với mọi người, cách mà mình khơi dậy được cho mọi người về cái tình yêu của mình đối với cả công việc, mình khơi dậy được cho mọi người những cái đó thì đôi khi nó cũng chỉ là những cái mình giao tiếp và mình đối xử với nhau thôi. Thì đó là cái mà về vấn đề đầu tiên. Còn về những cái khác thì chị nghĩ là bất cứ ai khi mà làm lãnh đạo hay là làm những nào thì đều có những cái hoài bão hay những cái ước mơ hay là những cái nó đau to búa lớn. Nhưng mà khi mà mình gạt bỏ những cái đấy qua và mình làm việc với những người là cộng sự thì nó đôi khi nó vẫn phải là có một cái sự gọi là lòng tin và sự tôn trọng đối với những cái người làm việc cùng với mình, là partner, là nhân viên. Thì khi mà mình có được trong mình một những cái điều như thế thì mọi người sẽ làm việc với mình vui vẻ, hòa nhã và mọi người sẽ cống hiến hết mình. Chị nghĩ là như vậy. Còn cái việc mà người lãnh đạo hay như thế nào, chị nghĩ là mình không cần phải cái tố chất đấy hay là cái sự lãnh đạo, hoặc là cái đấy nó sẽ chỉ là bằng những cái hành động hoặc những cái cách làm của mình nó sẽ toát lên được với việc đó. Còn mình không cần phải cố gồng, mình không cần phải gồng nó ra để mình thể hiện là tôi là người lãnh đạo và mọi người phải nghe theo tôi. Đi xa hơn một chút xíu về những cái dự án trong thời gian sắp tới, thì theo chị là hiện sắp tới thì trong khoảng 1-2 năm nữa cái xu hướng sản xuất nó sẽ theo cái thiên hướng nào? Đâu đấy thì những cái định dạng ngắn nó càng ngày nó càng phổ biến. 3D, NFT, rồi Metaverse, mọi thứ nó đang ngày càng nó đến gần hơn với mình. Như kiểu ngày trước, mấy chục năm trước, 10 năm trước thì mình cũng đâu có tiếp cận nhiều với cả smartphone đâu. Và bây giờ mình đã tiếp cận nhiều hơn với nó. Bây giờ những cái khái niệm như kiểu Metaverse hay là NFT bây giờ mình cũng đã bắt đầu manh nha và mình hình dung ra rồi, thì chị nghĩ là đấy là xu thế. Chị có nghĩ là mình sẽ tiếp cận với lại cái hình thức sản xuất MV theo influencer ảo? Có chứ, hiện tại bây giờ chị cũng đã có nhận được những đề bài, nhận được những brief mong muốn là làm những cái thế giới ảo, hay là kiểu như là những sản phẩm của mình thậm chí là được lên MST, ví dụ như cái Don't Break My Heart của anh Binzy chẳng hạn. Cái đấy là cái mà mình nên đón đầu. Tuy nhiên thì bản thân chị là một người làm nghệ thuật và chị cũng xuất thân từ ngôi trường làm nghệ thuật, thế nên đâu đấy chị cũng vẫn mong muốn và khao khát được cái việc là những cái giá trị chân thiện mỹ nhất, raw nhất nó được thể hiện một cách rõ nét nhất. Thế nên là đâu đấy chị cũng vẫn cảm thấy yêu điện ảnh, yêu những cái gì nó thật nhất. Còn cái việc mà mình bắt chen trên thế giới và đón đầu cái xu thế là cái mà điều bắt buộc mình phải làm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần mà luôn rất là quan trọng với Creative Talk, đó là câu hỏi nhanh. Câu hỏi đầu tiên, chị thấy nuối tiếc nhất điều gì trong những dự án mà mình đã làm? Chị không có gì nuối tiếc cả. Câu số 2, nếu được chọn một ý tưởng tạo sản phẩm riêng cho bản thân mình thôi á, thì chị sẽ chọn ý tưởng gì? Một ý tưởng để tạo sản phẩm riêng cho mình. Chị muốn làm phim. Chị muốn làm phim, cũng khó nhỉ, nhưng chị muốn làm phim. Và câu số 3 dành cho chị Linh, đó là nếu không làm sản xuất thì chị sẽ làm nghề gì? Nếu không làm sản xuất hả? Không, chị chỉ làm một nghề thôi.
Thì đúng như là như ban đầu chị Linh có chia sẻ là cái công việc này là cái hơi thở mà chị có thể sống với nó mỗi ngày. Cảm ơn chị Linh rất là nhiều. Hy vọng là trong cái buổi Career Talk ngày hôm nay khi trò chuyện với là chị Linh, các bạn cũng sẽ hiểu hơn những cái quy trình và công việc làm trong ngành sản xuất. Và đặc biệt là những bạn đang có định hướng theo với công việc này thì các bạn cũng sẽ nắm cho mình được những thông tin và những hành trang để mình chuẩn bị cho con đường sự nghiệp của mình. Chúc cho chị chặng đường sắp tới sẽ có nhiều dự án thành công. Cảm ơn em, cảm ơn tất cả các bạn khán giả của Creative Talk.